phụ nữ và đàn bà, à phụ nữ và trẻ em thôi. Còn đàn ông không có vấn đề. Xong chưa? Xong xong chưa? Rất là vui, vui quá trời vui luôn, rất là vui. Rất là cảm ơn tất cả mọi người, rất là cảm ơn, rất là cảm xúc, rất là vui dân chào. Mấy con sạch quá. Cảm ơn mấy anh. Tất cả mọi người. Xong xong chưa? Bây giờ hết con. Ê, được rồi. Được. Không người đó là dễ thương. Đúng rồi. Cô đẹp nhất đêm nay. Đó. Anh nói đi, anh nói đi vậy tôi nghe vậy. Cái gì mà anh nói đi, anh nói đi. Giống vợ chồng với em. Vô cái đi. Làm giống vợ chồng với em. Rất là. Hai người giống như đang đám cưới đó hả? Đám cưới vậy hả? Cảm ơn hai chị. Cảm ơn. Con ơi. Con xin lỗi đừng quên là mấy đứa nhỏ. Ê, xin lỗi đừng quên là nước mướn hai đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ 200 á. Tao muốn bao nhiêu? Con bạn. Cậu muốn bao nhiêu? Cảm ơn em nha. Bà muốn bao nhiêu xíu được nhiều bà. Cô có giá không nội? Dạ. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Ủa sao anh cắt vậy? Nhiều quá nhỏ quá anh. Ủa, chị lên cắt cho bánh chưa? Sớm cắt gì chưa? Không có cắt đi. Thôi, chị là chị phụ nữ mà, chị cắt đi. Trời, chết cái gì. Rồi, bây giờ lấy dao. Lấy bánh này nè. Thôi, lấy dao gơi quá rồi. Hôm nay, đây thật sự cô mặc cái bằng đẹp quá. Mến chương trình. Nhưng mà có chụp hình không? Chụp hình là Sơn chụp chiếc cổ chứ. Mình có xem đúng với bạn chứ. Đúng với bạn nó không kịp bạn. Đúng với bạn thôi chứ. Còn Sơn chụp chiếc người ta. Với bạn kêu chụp chiếc người ta. Đúng không? Đúng không? Cậu đâu phải bảo bày quá. Bà xứ Lê Lê ai là người chụp hình? Tôi là người chụp hình. Chết mẹ. Anh Sơn. Ơi. Mình trên